Đang phát xin chào bạn. Đang hôm nay lại cần bác cần Sunnyder 425 Maje Indonesia và Shimano bạn nhé. Dòng này khuyên trắng các bạn nhé. Đang bác ở Bắc Giang, bác đang đặt cần, đang đang làm bát cho bác nhé. Hạn thấp tầm 30 là hợp lý rồi. Đang làm được một bên chân, một chân này thì đang sẽ phối màu như này cho bác. Tiện này đang đang làm thì quay video chia sẻ các bạn nào mới hạ bát. Cắt một đoạn chỉ kim tuyến này các bạn, cắt dư ra tí, chỉ này nó cũng dài. Đặt đây lấy băng dính chiếc cái chỉ này lại, đặt dây rút chỉ nhé, nhớ đặt dây rút chỉ. Đây rút cái chỉ kim tuyến các bạn. Hải đang vẫn nhận hạ bát các bạn nhé. Cần này là Hải đang bán cho các bạn rồi. Cần Sunnyder 425 độ cứng CX của Shimano sản xuất tại Indo. Cần bãi. Đang nhìn quen này, đang nhìn mắt thường là cân nó bằng nhau thôi. Để nó chạy một lúc là nó sẽ thẳng, để chạy. Cắt dây thừa này các bạn nhé, dây này cũng hơi dài một chút rồi. Đó. Này cũng dài rồi. Nó gấp lên. Này cũng vào sâu rồi, cắt vỡ đi. Nó sạch, nó đẹp, mịn cái đường chỉ các bạn.
mình tháo này ra được này. Nó ăn chỉ cái lớp chỉ nó ăn sâu vào cái chân bát này rồi thì các bạn tháo được rồi. Này vẫn tận dụng được các bạn nhé. Các bạn đặt dây rút. Cắt ra đi bạn, xong rồi đấy. Ra luôn này. Tiếp đến bạn làm dây viền, viền bên ngoài này, trang trí viền ngoài. Đặt dây rồi, bây giờ mình cuốn viền. Cắt dây dừa đi. Đẹp ngay luôn ạ. Đây là đây các bạn. Con này phủ keo nó ok các bạn nhé. Vừa đang hướng dẫn các bạn cách quấn chỉ bát cần câu. Đây cần Sulander 425 cần bãi các bạn nhé. Chỗ bát cũ của nó đây, Hải Đăng đã vệ sinh khá là sạch các bạn. Hải Đăng vẫn nhận hạ bát cần các bạn nhé. Các bạn nhìn này, không còn keo luôn nhỉ. Sạch luôn này. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng vệ sinh.